Đây là công việc ngày nào mình cũng phải làm, tối nào mình cũng phải làm Ông, Hôm nay mình chiết thì là của Marie Master Ờ, nói nồng nà là hạng họa sĩ của Marie vậy đó Bộ này thì màu cao nhất chỉ có 24 màu thui Chưa có loại 3648 màu Cái màu ở trên tuyếp và cái màu chiết ra nó khác hẳn nhau luôn Nên là mọi người đừng có nhìn cái tuyếp màu xong rồi mọi người nghĩ là cái màu ở trong nó như vậy Màu này thì cái chất của nó khi chiết rất là mướt Mình có thử qua thì khá là giống màu của Bao Rubin Mà so sánh giá của cùng hạng họa sĩ Bao Rubin và Marie thì cái Marie rẻ hơn Ê, mọi người nghe nãy giờ mình nói chữ thì nhiều quá không sau khi chết xong mình sẽ để khô khoảng một ngày một đêm rồi mình mới gửi đi nha